Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội, một trong những đơn vị phân phối những dòng xe ô tô đã qua sử dụng được đánh giá là lớn nhất là thủ đô Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì chúng tôi mới về cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe thuộc dòng xe Mazda. Đây chính là mẫu xe Mazda 3 sản xuất năm 2017, tư nhân một chủ từ đầu. Xe thì mới đi được rất là ít, mới đi được có 4.000 km hay gọi là 42.000 km các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm chất liệu sơn của cái dòng xe này cụ thể thế nào. Các bạn có thể thấy thì cái dòng xe này thì được đánh giá là sơn còn đến 95%. Đấy, sơn đến 95%, xe rất là mới các bạn nhé. Xe rất là mới, chất liệu sơn thì xe màu đỏ, hợp với anh chị em nào thuộc mệnh hỏa các bạn ạ. Đấy. Mazda 3 là một trong những cái dòng xe thuộc phân khúc C, có cái việc tức là được trang bị công nghệ phải nói rằng là ngập tràn các bạn nhé. Xe này trang bị lốp theo xe, lốp vẫn còn nguyên bản theo xe các bạn ạ. Đây lốp là tuần thứ 15 năm 2017 các bạn nhé. Tuần thứ 15 năm 2017, lốp vẫn còn nguyên bản theo xe hết các bạn nhé. Đấy, lốp vẫn còn nguyên bản theo xe. Đây các bạn nhìn này. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì các bạn sẽ phải quan tâm đến khá nhiều những yếu tố, xe bị tai nạn hay không, có bị ngầm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không. Đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý anh chị các bạn hay không các bạn nhé. Thì toàn bộ những cái đường keo chỉ này các bạn có thể nhìn và quan sát rất là kỹ giúp chúng tôi nhé. Khi mà các bạn đến trực tiếp tại showroom thì chúng ta có thể mang theo nhân viên kỹ thuật, thợ xe hoặc có thể vào hãng để có thể kiểm tra tiết hãng. Chúng tôi khuyến cáo các bạn kiểm tra cẩu cầu và kiểm tra gầm kỹ càng để cho các bạn tự tin hơn khi mà mua một cái mẫu xe này hoặc là di chuyển xe các bạn nhé. Toàn bộ mâm xe này lốp vẫn còn nguyên bản theo xe các bạn nhé, lốp sơ cua chưa hạ các bạn ạ. Đấy, lốp theo xe và lốp sơ cua chưa hạ, xe còn rất là mới các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Xe khá là mới, lốp theo xe chưa hạ các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đây, lốp theo xe là lốp còn nguyên bản theo xe hết các bạn nhé. Rất đẹp. Chúng ta sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm cái dòng xe này. Dòng xe này thì so với lại dòng xe Atit thì con này đã được trang bị cái công nghệ gọi là công nghệ SkyTip. Đấy, công nghệ là rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và có thể nói rằng được trang bị nhiều option hơn. Ví dụ như là cái thời điểm năm 2017 thì Toyota Atit chưa được trang bị cái cân bằng điện tử. Nhưng cái dòng xe này đã được trang bị cân bằng điện tử rồi. Và chế độ Idling Stop các bạn nhé. Idling Stop. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có được trang bị cái màn hình cũng như là hệ thống điều hòa tự động được trang bị hết rồi nhé. Lấy biển số trên vô lăng được trang bị được trang bị hơn hẳn so với lại dòng xe Atit 1.8 thông thường. Đấy. Mặc dù Atit thì thời điểm này có giá khá là cao. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến Atit 2017 thì không có giá không dưới 600 triệu. Nhưng con này có thể tiết kiệm hơn 100 triệu cho quý anh chị các bạn. Tiết kiệm khoảng hơn 100 triệu cho quý anh chị các bạn nhé. Về dòng xe Mazda này được trang bị cái cửa sổ trời này cũng là một trong những cái điểm nhấn hoặc là ưu điểm của dòng xe Mazda so với lại những dòng xe khác thuộc phân khúc C các bạn nhé. Đấy. Xe này thì về vấn đề giá thì xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá là 528 triệu đồng. Giá có thể thương lượng được một chút. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến chương trình trả góp thì có thể hỗ trợ được 70%. Chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 188 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Đấy. Chúc anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.